dán thêm các nhiệt đây các bạn. Rồi, link với phần mô tả số điện thoại mình sẽ để dưới cái clip nha. Không, cái đó là phim Nhật, đó là phim mắc tiền rồi. Thank you.
chất. Nếu nắng nóng thì mọi việc để tí lo. Vì những đường giao rất là lạ lướt. Trời nắng nóng mà các bạn, không có phim cách nhiệt mà đi không nổi đâu. Chạy mới lạnh không xi nhê đâu nha, kể cả xe đường mới hay xe cỏ gì cũng vậy, phải có phim cách nhiệt thôi, không có là chịu không nổi đâu. Lên màu hấp dẫn liền thôi à. Hẹn tài nha, bình thủ ra xong bây giờ tới thực hiện cánh cửa tài. Hôm nay là mình làm thợ phụ luôn nha các bạn, gió quá nên nghe căng cả. Không phải là đơn giản đâu nha, mình làm không được là đem dục. Xe đua các bạn, đó, thành phẩm rồi nè các bạn, nhìn rất là đã luôn nha. À, bây giờ tới tiếp tục là cửa sổ nha. Rồi.
cho nó xuống đời cho tôi em mà không quý. Đi lấy đây. Thì sao nó tự nhiên ra? Không mở, không thích. Không, không nó nhập. Em treo lên rồi, còn ai mà anh phải cái bánh xe nữa. Ờ, vậy sao tốt thường em? Vậy là anh nói mấy ổng với anh có đè thôi, anh nói không mà. Tiền thì em, tiền em dẹp rồi, tiền thì em xài hết mẹ rồi, anh nói em biết rồi. Rồi mà dán lên mà mình được không? Thay đồ được rồi. Cái này ba mà thấy luôn. Tiếng bạn em mới đề nào xài một tiền mạnh mới lên như vậy. Các bạn so sánh là bên đây chưa dán nè, bên đây dán rồi nè ha, thấy nó có sự khác biệt không các bạn? Thấy gì luôn? Rất là khác biệt nha, nhìn vô rất đã ha. Rồi nghe máy đi. Cái này là cái không tốn tiền nè, cái này là cái tốn tiền nè, đâu phải có khác biệt. Đúng. Ủa sao kéo rồi? Đi vô con gái tao làm nè. Học ngày rồi nếu anh đứng ngồi tao làm. Ủa đi vô cho nó rồi. Dán vô có một cái sự khác biệt. Thành phẩm các bạn. À, mình dán hơi màu đen chút xíu, đen bạc không, trên đây đen ai à, thấy chưa rất đã nha. Đây à, Tiến đang thực hiện đây à, bên đây nữa đây. Thank you.
mai nhà mình đi Ban Mỹ Thuật có những cái lớp phim như thế này ngồi đó. Rất là đã. Mặc dù nó là phim rẻ tiền. Nếu mà các bạn có tiền dán phim cao cấp nữa thì thật tuyệt vời luôn nha. Này, che ánh sáng rồi che nó không có thể nào nó bằng được cái phim cao cấp được. Thank you.